Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, bệnh dịch tả heo châu Phi vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm. Đặc biệt đáng chú ý là tại một số địa phương, sau thời gian công bố hết dịch thì chỉ một thời gian ngắn sau, dịch đã quay trở lại và tiếp tục lây lan nhanh. Chính vì thế, câu hỏi đặt ra là cần làm gì để thay đổi ngành chăn nuôi heo, thích ứng với điều kiện dịch bệnh sẽ còn tồn tại lâu dài. Đây là nội dung chia sẻ đáng chú ý trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Cùng với nội dung này sẽ là nhiều thông tin hấp dẫn và thiết thực khác liên quan đến tình hình sản xuất của bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng được chúng tôi chia sẻ liên tục trong 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc cây ăn quả. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2023, diện tích trồng dâu tầm toàn tỉnh đạt từ 9.500 đến 10.000 hectare. Hỗ trợ tăng đàn heo đối với trang trại áp dụng an toàn sinh học. Chuyên mục con số hôm nay, sản lượng hồ tiêu vẫn tăng nhiều dù giá thấp. Kính thưa quý bà con, khoảng 4 năm trở lại đây, gần 17.500 hectare cây ăn quả đã được bà con nông dân Lâm Đồng ưu tiên đưa vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình. Trong đó, những loại cây ăn quả có diện tích lớn gồm sầu riêng 8.520 hectare, bơ gần 5.000 hectare. Để các loại cây ăn quả phát triển ngày càng đảm bảo, bên cạnh việc xây dựng các mô hình mẫu, chuyển giao khoa học kỹ thuật và khuyến khích nhà nông áp dụng nhiều quy trình canh tác tiên tiến, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đang triển khai nhiều giải pháp xây dựng các chuỗi liên kết trên lĩnh vực cây ăn quả. Theo đó, từ đây đến năm 2023, sẽ có khoảng 1.000 hectare cây ăn quả, cây có hạt được sản xuất theo chuỗi với sự tham gia của trên 300 nông hộ, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại trong tỉnh. Thông qua hình thức liên kết nói trên, tỉnh Lâm Đồng mong muốn nâng tỷ lệ tiêu thụ cây ăn quả, cây có hạt sản xuất theo chuỗi liên kết đạt khoảng 25%. Song song đó, xây dựng mã vùng trồng một số nông sản chủ lực để hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, phục vụ mục tiêu quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Mắc ca là một trong những loại cây trồng được nhiều nông hộ, nhất là những nông hộ khu vực canh tác cây cà phê ưu tiên phát triển. Hiện toàn tỉnh có gần 4.000 hectare mắc ca. Diện tích nói trên chủ yếu được trồng xen để che bóng trong vườn cây công nghiệp, với năng suất thời kỳ kinh doanh ổn định đạt khoảng 30 tạ trên 1 hectare. Để loại cây lâm nghiệp này phát triển đảm bảo, tỉnh Lâm Đồng ưu tiên phát triển cây mắc ca xen với cà phê ở 5 xã đã thực hiện thành công mô hình thí điểm. Đó là xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, xã Đam Ri, thành phố Bảo Lộc và hai xã Tân Lâm, Đinh Trang Hòa của huyện Di Linh. Từng bước mở rộng diện tích trồng cây mắc ca sang các xã có điều kiện sinh thái tương tự để hình thành vùng trồng mắc ca quy mô lớn. Trong đó, những địa phương phát triển mắc ca chủ lực là các huyện Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đức Trọng, Đam Rông và thành phố Bảo Lộc. Diện tích trồng dâu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay là trên 8.300 hectare, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Năng suất bình quân đạt trên 20 tấn trên 1 hectare, sản lượng lá dâu đạt gần 78.900 tấn, chủ yếu là các giống dâu lai. Với đà phát triển của ngành dâu tầm tơ hiện nay, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2023, diện tích trồng dâu tầm toàn tỉnh đạt từ 9.500 đến 10.000 hectare. Trong đó, diện tích sử dụng giống dâu mới, dâu lai đạt 8.100 đến 8.500 hectare, diện tích trồng dâu ứng dụng công nghệ cao đạt 1.900 đến 2.000 hectare, sản lượng lá dâu đạt 200.000 đến 210.000 tấn. Cung cấp đủ giống tầm bảo đảm chất lượng phục vụ nhu cầu sản xuất. Trong đó, giống sản xuất trong nước đạt ít nhất 30%, sản lượng kén tầm đạt 14.000 đến 14.500 tấn, sản lượng tơ tầm đạt 1.800 đến 1.900 tấn. Đặc biệt là hình thành ít nhất 3 liên kết liên huyện về tổ chức sản xuất dâu tầm gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tầm tơ lụa. Liên tục chương trình, hỗ trợ tăng đàn heo đối với trang trại áp dụng an toàn sinh học. Con số hôm nay, sản lượng hồ tiêu vẫn tăng nhiều dù giá thấp. Chuyên mục Chuyện Nhà Nông chia sẻ những giải pháp đầu tư chăm sóc sầu riêng khoa học và hiệu quả. Thưa quý vị, hiện nay bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu giảm. Đặc biệt đáng chú ý là tại một số địa phương sau thời gian công bố hết dịch, nhưng một thời gian ngắn sau, dịch đã quay trở lại tiếp tục lây lan nhanh. Sau khi dịch xuất hiện từ ngày 28 tháng 2 đến nay, 100% xã, thị trấn của tỉnh Hà Nam đều có các ổ dịch với hơn 105.000 con heo đã phải tiêu hủy, chiếm tỷ lệ hơn 20% tổng đàn heo. Nhiều xã đã công bố hết dịch, nhưng thời gian ngắn dịch lại quay trở lại. Những ngày gần đây, trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh phải tiêu hủy từ 700 đến 800 con heo do tả heo châu Phi.
Thì trước tiên thì chúng tôi đã tham mưu ban tỉnh là tập trung chỉ đạo đề nghị bà con nông dân chăn nuôi, thế rồi là ở địa phương không được chủ quan và tập trung bằng mọi giải pháp giảm bớt tối đa cái thiệt hại của dịch tả. Để phòng chống dịch, Hà Nam đã sử dụng hơn 41.400 lít hóa chất và gần 2.300 tấn vôi bột để tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường vùng dịch. Thưa quý vị, dịch tả heo châu Phi đang gây ra những thiệt hại khủng khiếp cho người chăn nuôi, đặc biệt là các hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ lẻ. Còn các trang trại lớn chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học, đáng mừng là vẫn có phần lớn heo tại các trang trại an toàn tới thời điểm này. Do đó, chế phẩm an toàn sinh học sẽ là vũ khí quan trọng để ứng phó với dịch tả heo châu Phi. Đây cũng là nội dung quan trọng được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu ra tại hội nghị triển khai các giải pháp tổng hợp phòng chống dịch tả heo châu Phi vừa diễn ra tại Hà Nội. Kể từ sau khi hội nghị bàn một số giải pháp nhằm ổn định, thúc đẩy phát triển chăn nuôi heo diễn ra ngày 13 tháng 6, dịch tả heo đã lan rộng thêm 7 tỉnh, thành phố, từ 55 lên 62 tỉnh, thành phố như hiện nay. Số lượng heo bị tiêu hủy cũng tăng thêm 0,8 triệu con, đưa tổng số heo mắc và buộc phải tiêu hủy lên 9% tổng đàn heo cả nước. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nhiều giải pháp ngăn chặn dịch bệnh đã được Bộ và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn triển khai và đến nay đã cho thấy những tín hiệu hết sức lạc quan, đặc biệt là tại các trang trại lớn áp dụng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học thì đàn heo vẫn phát triển bình thường. Tới này thì chúng tôi sẽ có những cái khuyến nghị định hướng rõ những nơi nào mà đảm bảo an toàn sinh học cao, đặc biệt là những hộ trang trại quy mô chăn nuôi lớn làm chủ được công nghệ hoàn toàn trong cái quy trình an toàn sinh học thì phát triển tiếp tục gia tăng đàn. Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đánh giá cao vai trò của một số doanh nghiệp chăn nuôi áp dụng quy trình chăn nuôi hữu cơ, ứng dụng công nghệ vi sinh. Trong cái điều kiện như hiện nay thì cũng là cái để mà vận động cho các cái hộ chăn nuôi là nên chuyển đổi cái mô hình chăn nuôi từ các cái chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư ra cái chăn nuôi ở xa khu dân cư và chăn nuôi theo cái hướng là an toàn sinh học. Đồng thời là có thể chuyển sang chăn nuôi những các cái gia súc, gia cầm khác để đảm bảo cái duy trì cái nguồn thu nhập. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh sẽ làm thiếu hụt nguồn cung thịt heo, nhất là những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Bộ đã và đang tập trung phối hợp với các địa phương phát triển các nhóm thực phẩm như gia cầm, thủy sản, tiến hành thâm canh và phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ dựa trên 3 nguyên tắc xây dựng được chuỗi an toàn, bảo đảm cân đối, cung cầu, tạo sinh kế cho người chăn nuôi để họ có việc làm mới. Thưa quý vị, trong chương trình 365 ngày chuyển động các số phát sóng vừa qua, thì chúng tôi có đề cập đến câu chuyện lo ngại về chất lượng giống cây trồng. Hôm nay chương trình lại vừa mới tiếp nhận một thông tin đáng ngại liên quan đến câu chuyện này. Chuyện là mới đây tại tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng tỉnh này đã khởi tố vụ án liên quan đến việc sản xuất giống cây lạc, hay còn gọi là cây đậu phộng, chất lượng thấp với số lượng lớn. Trong những bao màu vàng này chứa lạc, nhiều nơi gọi là đậu phộng. Dù bên ngoài bao bì được in những dòng quảng cáo hoa mỹ như giống lạc kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế, thế nhưng bên trong chỉ là loại giống kém chất lượng. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện người dân trong và ngoài tỉnh đã gieo trồng một lượng lớn lạc và lúa giống của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và dịch vụ giống cây trồng Thái Bình, có địa chỉ tại xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, do Đặng Vũ Thái, 37 tuổi, quê ở Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa là người điều hành. Quá trình sản xuất cho thấy giống này cho năng suất thấp, chất lượng sản phẩm kém. Kiểm tra kho hàng của công ty, lực lượng công an phát hiện có nhiều bao lạc giống L20, L27 và giống lúa BT9 chuẩn bị xuất bán nhưng không có hồ sơ sản xuất giống. Công an đã tạm giữ hơn 2 tấn lạc giống và 220 kg lúa giống BT9 cùng các thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất, đóng dấu nhãn mác bao bì. Được biết đã có hàng chục tấn lạc và lúa giống được tung ra thị trường. Xin được chuyển đến một câu chuyện khác cũng rất đáng chú ý, đó là câu chuyện có liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật. Thưa quý bà con, sau khi phun thuốc trừ cỏ, hơn 2 hectare lúa của 13 hộ trên địa bàn xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có hiện tượng vàng lá. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích lúa nói trên đã bị chết cháy hoàn toàn. Diện tích lúa bị chết tập trung ở các thôn Đại Đồng 2, Đại Đồng 3, thôn Thanh Xuân và Nhà Lộc. Mấy ngày nay, gia đình ông Nguyễn Tất Viện như ngồi trên đống lửa khi 6 trên 8 sào ruộng của gia đình đã chết cháy hoàn toàn sau khi phun thuốc trừ cỏ. Trước đó, ông Viện có mua 8 gói thuốc Halo Super và 8 gói Shifata 36WB về phun cho 8 sào lúa gieo sạ từ 10 đến 15 ngày tuổi. Chỉ sau một ngày, không những cỏ mà cả lúa cũng có hiện tượng úa vàng, vài ngày sau thì chết dần. Nhà có 8 sào, mình 5 khẩu, nhà là hộ nghèo nữa, mà có chết mất hơn 6 sào, 6 sào 3, còn có
một số 12 nữa. Mà chờ chứ chủ yếu là dòm lấy thổ ruộng. Gia đình anh Nguyễn Tất Đức cũng trong tình cảnh tương tự. Thời điểm này nếu nhổ lúa chết cấy lại thì không kịp thời vụ. Bỏ ruộng hoang thì thời gian tới nhiều gia đình phải đối mặt với nỗi lo thiếu lương thực. Gia đình trông chờ vào cây lúa mà năm nay lúa thì chết thì gia đình rất chi là khó khăn. Mình rất mong chính quyền địa phương bên bảo vệ thực vật kiểm tra thực tế lúa tôi chết có biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình đang khó khăn. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Triệu Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh. Đoàn ghi nhận trường hợp 13 hộ mua và sử dụng hỗn hợp hai loại thuốc trên để phun diệt cỏ, gây chết lúa với tổng diện tích hơn 2 hectare. Đây là hai loại thuốc nằm trong danh mục được phép kinh doanh, sử dụng tại Việt Nam. Và theo kết quả thu mẫu bao bì thì thuốc vẫn còn thời hạn sử dụng. Trạm bảo vệ thực vật huyện đã lấy mẫu thuốc, bao bì, nhãn mác gửi đi giám định nhưng chưa có kết luận. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 25,5 tạ trên 1 hectare, đây là năng suất bình quân của hồ tiêu nước ta tại thời điểm này. Sản lượng hồ tiêu nước ta vẫn tăng dù giá thấp. Cụ thể, tổng diện tích hồ tiêu cả nước hiện là 145.447 hectare, giảm khoảng 4.000 hectare so với năm 2018. Năng suất 25,5 tạ trên 1 hectare, tăng 1,2 tạ trên 1 hectare và sản lượng khoảng 300.000 tấn, tăng 45.000 tấn so với năm 2018. Theo Cục Trồng trọt, giá hồ tiêu từ đầu năm tiếp tục giảm so với những năm gần đây. Đầu vụ giá khoảng 40.000 đồng một ký, từ đầu tháng 6 đến nay giá có tăng lên, hiện từ 45.000 đến 47.000 đồng một ký. Năm tháng đầu năm 2019, xuất khẩu hồ tiêu ước đạt 144.000 tấn và 372 triệu đô la Mỹ, tăng 33,2% về khối lượng nhưng giảm 2,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2019 đạt 2.621 đô la Mỹ trên một tấn, giảm 25,9% so với cùng kỳ năm 2018. Giá tiêu đang ở mức thấp so với nhiều năm do nguồn cung lớn. Dự báo trong ngắn hạn, thị trường hạt tiêu toàn cầu vẫn chịu áp lực giảm giá do cung vượt cầu. Thời gian tới, giá hạt tiêu toàn cầu chưa thể phục hồi trở lại, song tốc độ giảm sẽ chậm lại. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Chuyện Nhà Nông, chia sẻ những câu chuyện, những mô hình sản xuất đáng chú ý của bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Thưa bà con, vụ sầu riêng năm nay tại Lâm Đồng gặt hái được nhiều thành công. Hiện nay nhiều bà con nông dân đang chuẩn bị bắt tay vào chăm sóc cây sầu riêng sau thu hoạch. Do đó rất cần có những định hướng của ngành chức năng và cơ quan chuyên môn. Để cây sầu riêng phát triển bền vững, định hướng của ngành chức năng ra sao? Những giải pháp đầu tư chăm sóc sầu riêng thế nào cho khoa học và hiệu quả? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi sau đây với kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng. Thưa kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, anh nhận định như thế nào về xu hướng xen canh hiện nay ạ? Với cái chủ trương của ngành nông nghiệp cũng như là cái cơ quan chuyên môn cũng đã khuyến khích về cái việc mà trồng xen trong trong vườn cà phê, đặc biệt là những cái cây ăn trái có giá trị cao, đặc biệt là cây sầu riêng như hiện nay, để nhằm mục đích là làm cây che bóng mà vừa là cái cây tận thu ở trong một đơn vị diện tích, trồng thêm để tăng năng suất cũng như là tăng thu nhập. Thưa kỹ sư, vậy thì để xen canh hiệu quả, đặc biệt là cây sầu riêng trong vườn cà phê, thì bà con nông dân cần phải lưu ý đến những vấn đề gì ạ? Trồng xen cây sầu riêng ở trong vườn cà phê thì chúng ta cần phải xác định mật độ cũng như là cái biện pháp canh tác cho phù hợp. Thứ nhất là về cái mật độ thì chúng ta trồng với mật độ vừa phải, không như như trồng thuần. Thì chúng ta sẽ trồng là với mật độ là 9m hoặc là 12m tùy theo cái địa hình cũng như là khu vực mà chúng ta trồng. Thứ hai là chúng ta sẽ bón phân cho phù hợp cây cà phê hấp thụ dinh dưỡng vừa là cho cây sầu riêng, nhưng mà đặc biệt chúng ta chú trọng đến cái việc mà chủng loại phân cũng như là cái loại vật tư nông nghiệp chúng ta bón cho cây sầu riêng, tránh hiện tượng là làm giảm cái chất lượng của sầu riêng. Đặc biệt một số cái loại phân mà chúng ta chăm sóc cây cà phê thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây sầu riêng. Về cái thành phần sâu bệnh hại trong những vườn trồng sen thì có những cái bệnh từ cây cà phê sang cây sầu riêng, đặc biệt những cái đối tượng điệp sáp cũng như là các cái bệnh nấm hồng mà làm cho cái tình hình sâu bệnh hại trên cây sầu riêng sẽ phức tạp hơn. Do đó chúng ta phải cần phải chú trọng cũng như là cái việc mà thăm đồng thường xuyên, có biện pháp tác động đến cây trồng sen này sao cho hiệu quả, tránh hiện tượng là các cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ở trong quá cái thời điểm mà chúng ta thu hoạch. Cảm ơn kỹ sư đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình. Thưa quý bà con, nội dung chia sẻ hữu ích của kỹ sư Nguyễn Hoàng Ấn, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay.
Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglTV@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.